đây là cá chấm. Ừ, như ao cá Bác Hồ. Ồ, cá chấm quá trời luôn. Cậu Khuyến bắt cá hả? Sang cho cá siêu hồng anh đi cậu Ngọc. Cậu Khuyến cho anh đi, cậu Khuyến cho cá siêu hồng anh đi. Chị đang live stream nè. Bảo ơi. Cám hạt bé hả? Đây cám hạt tao à. Ôi ôi. Bắt được không? Nó dạng người nó mía. Ờ ơi. Đâu bảo cho nó nắm cám ra đây. Ôi. Ờ. Bắt bắt đâu bắt được đâu. Đâu phải dễ bắt được đó đâu. Trời ơi. Bắt được. Ờ đó bắt được con cá. Đó bảo bắt được nó đi. Ôi cảnh đẹp thiệt luôn. Cá này nó bạo lắm, cá con này bạo lắm. Đố chị bắt được nó đi. Quỳ đứng đây em gái quỳ đứng này bắt cá. hai tay mới bắt được nó. Khánh kìa, ôi trời, Khánh kìa, Khánh cầm ca múc. Cái lồng này không đẹp bằng cái lồng lồng trong kia cá nó hồng hơn. Anh á, sợ cái này cho cá ăn hả? Đó, cậu Khuyến bắt được cá. Cá của ông mới. Ông mới hả? Cá này của ông mới. Cá của ông mới. Em có bé đằng kia. Đây là từ đây hết xa này. Tàu cát kia là tàu cát. Cá này cao này cám vô hồng nữa. Cứ cám nhỏ là cá. Cám nhỏ đó. Rồi cái kia cao bao nhiêu thì được chị? Ừ. Đút con bé này thôi. Nó không hợp con bé. Đút tôi lên, đút. Đấy nó bé đây. Múc cám hả? Anh ơi, múc cho cái ít cám ra. Sông thuyền nó đi nó rình rình à. Đấy, đấy. Nó đánh đầu đi. Đánh đầu không? Đây là cá siêu hồng. Ồ, hình như say xe. Đi rồi.
Còn Khánh Sang rắc cho con cá chấm một ít cho nó đấy, đang lai chim. Cho cá chấm ăn. Ô, nó đớp ngón tay luôn đấy. À, nó luôn đấy này. Ê, nó đớp tay Sang rồi cho đi. Đi nào, cái sổ dép vào đây. Đi con, đi nào, đi ra cho cá chấm nhà ông ăn. Đi sang cho cá chấm nhờ. Cái chép cũng to lắm. Đây. Đi. Cho Khánh đi trước. Ờ. Bảo ơi, sao đây mày bắt được cá chấm không này Bảo? Đố bắt được cá chấm đi, đố ai bắt được cá chấm ấy. Ôi ôi. Quá trời luôn nè, chị quay cả nhà cậu mợ luôn nè. Đó, chào 500 anh em nhé. Đây là ao cá Bác Hồ. Ờ, đây là cá chấm nè, cá chấm cá chép nè. Đó. À, ôi giời, Khánh nó đổ hết một ca luôn kìa. Ôi ôi. Này là gia đình cậu Khuynh đang có nhu cầu về quê đầu tư ao cá. Phương Nguyễn đang coi, Phương Nguyễn ơi, chi về quê nuôi cá rồi không đi Sài Gòn nữa đâu. Chị ơi bắt em con kìa, chị ơi bắt cho con kìa chị. Phương Nguyễn đang bảo là bắt cho Phương Nguyễn con kìa. Ok. Đó. Phương Nguyễn ăn cá chấm hay ăn cá lăng nè, cá chép, cá diêu hồng đủ thứ luôn. Đâu lòng cá chép đâu. Ấy, úi giời ơi. Khánh bắt cá đi Khánh. Khánh bắt cá đi. Cá này to nhất là mười mấy ký. Đánh rớt điện thoại luôn đấy. Đây đây đi ra chỗ này lấy cám con. Ra đây lấy cám. Ờ ôi đã thiệt luôn. Đâu cá chép đâu? Đấy. Ăn ngày hai ngày là hết rồi. Chưa lên chưa lên nó cá chép là nó động nó không ăn. Gà bông nó chưa nó không xúc được, nó đang biến có lộn hồ không hay là hồ bên nó? Cá đang cuộn lên rồi. Từ từ nó mới lên ăn đấy, nó đang bị động ấy. Cuộn nước nó lên rồi. Cái này nó còn to hơn cá. Ôi ôi Khánh cho nhiều thế này. Hả? Cá chưa lên ăn nè. Nó bị động rồi, bây giờ nó hù hù ở cái lòng kia nó động. Đâu cuộn nước đang lên rồi, đang cuộn nước đang lên. Hay là vừa bắt hết rồi. Hay là vừa bắt hết bán rồi. Không. Khánh mày bước thêm một bước nữa là tật. Nó động. Hello, chào cả nhà nha.